bắn run đẹp bởi dân đã phần đăng hói bởi dân run cứ bị nâng phải ta bị dân error let's check invalid environment variable not published required you can see right here right okay bởi dân 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 bạc quên việc đéo it work see hai bởi dân click so we'll sign in we also dừng đéo error database url required perfect video này cứ nhầm bằng dân bị đọt dân ví nếu không này trẻ bởi xin mình nè khóc nè có thao vậy chứ dân ví thế cứ dân ví cần sắp tu tới cứ chỉ environment variable là cái browser làm bởi khiếp nơi secret variable mà này thao tiền tài dân miền database URL nó không phải chạy bao giờ cứ dân thời keep về secret của mọi cái access bán của ta cái đăng URL cứ cái ai cái này cho đo là bao giờ cái anh plan thay bỏ được không là tụi bây giờ bạn đăng này cứ chỉ cùng nó này kìm cả yên vi màu là biết để cái phở yên vi nơi không phải chạy tư tới cứ bị miền lạc nạp xanh xanh cái này đấy tiền tài phải back end express cứ cái phở là biết chỉ express project PHP Laravel គឺ គេ ប្រើ របៀប ជា Laravel PHP ទៅ Java Spring Boot គឺ គេ ប្រើ ជា របៀប Spring Boot នៅ ក្នុង video នេះ ខ្ញុំ និយាយ អំពី Node.js ដែរ អញ្ចឹង Node.js ក៏ បាន បង្កើត នៅ env ដែល វា មាន លក្ខណៈ យើង តណោប បន្តិច ខ្ញុំ និយាយ ថា តណោប ដោយ សារ តែ វា មាន ជា client side component និង server side component chính cứ vì miền pi phần này xanh cái này env này không này trẻ rồi yeah với đầu này cứ như vậy bị env bên trái cứ như mình giờ làm pi concept rồi gọi tế như giờ làm pi là biệt đại dương ai validate env bàn có thể là thang như miền dot env dot local mỗi đại chi convention này không này trẻ là mấy dương cả env dương ai dot env tế của bạn này phần hai nhé thế nhưng mình vài bỏ mỗi đại tha database URL hay nhầm miền dạ nhầm miền tí hóa này tham phần năng cho chấn cứ nhầm ai nhạc xe phía bản nơi khăn ông phê bỏ nhầm ní đó nhầm giải thá process sorry dot env dot nếu không nè vậy để viên đi comment mà cứ miền node env hay nâng thi giật để dơ con trang bàn vậy để dân trang bàn là vì tranh máu cứ database URL thế nhầm xe file nắng nhưng run development nhưng refresh page nhầm nè vì ok vì tranh máu mền thôi nhé file db actualize để dân tôi thấy nó không đi và tạo vậy để nhầm trong bán cứ np để nhầm tôi thấy đó đó yên với cứ về recommend small bài bỏ là nhầm mẫu hai bởi nhầm click đặt ok nhầm ở xe chẳng hay nhầm click đặt ba dụ cho không này nhầm comment câu năng chào hay nhầm refresh nè đây cũng có khi nào vì admin error ấy thế hay vì là lao dương ở request tiếng đấy vì admin làm lại sao dân ở tiếng thay dương biểu admin tên cứ dân đang chụp ảnh ha làm số đang debug hơi sai ồ vì dương đang tham vì error ấy thế đó lại đi cứ nhóm chọn phật ảnh nắng chắc nhóm khơi library mỗi đài vì hiện khu đấy cứ T3 env đài trên vì T3 app bây giờ create next app máu dương miền T3 năng chia bỏ youtuber mỗi một con đời chia co giống này ok nhỏ bàn mà hàng tiếp bên tay giảm cứ con và cái mắt là mấy phải chạm bài hàng này hay nhiều dân nữ type safe yên ví đại vi vào để chỉ muốn năng giọt power on giọt đấy nhưng mà không đọc thì vẫn thấy sẵn cơ kê giấy đài cứ cái tha bởi sao bây giờ click nơi rai bỏ yên ví ấy mỗi cứ viên năng massive debug ấy cứ về tận ý chẳng có cái đồng nó sai màu ok chẳng nhóm chạy màu cái này chỉ s bởi nào này phần nát ai phần nát cái này đi tại bởi nào này phần nát cứ chạy này tập mà dương install package năng máu chẳng bắn ok chẳng một tao bây giờ install hả cái còn là phải tham bờ ở quay đề cái thời cái cứ minimum typescript version phẩm tại dương về hobby version phẩm này đấy tí chẳng như thật một cái file mới cứ dot env dot ts copy máu
chẳng nơi khôn ông xóa này khôn nhóm bởi cao file mũi env.cs nhóm phá cầu năng máu ồ nè ốc này ai tờ hồ phạm năng máng cư nơi khôn ông env.t3.gg slash dot slash này chè okay. Alright nếu cái gì env bỏ dưỡng đã dân import create env trên bì phạm kẹt bỏ kê năng hào dân import dot chúng ta không nói cứ cái bang how function create env hay nick cứ chỉ số size env file ball để miền data bay url nâng open ai api hay nâng client cứ like publish publish ball key nâng đại data tới ok lấy nhầm ok nhầm tụng chào nâng tại bà nâng bổ sung chỉ nick viết chỉ client á client nó file ball cho nhung remove và comment comment chào. Ok, so bản năng cứ này ông này ai ở tài bàn này chẳng về để dân cái với cái stop server hay dân thử pa ok lỡ let's say kia thì comment này dân thử tiếp ok thầm năng sân mà sân chỉ nhóm lịch là nhóm bạn đã rải bỏ lấy châu tí hay nhóm try to bon đéo. Okay, we can see it's still working, nothing error. But that person chỉ nhóm try to access from the file. So, in với dân import trên cái dot slash, thấy nhé. Cụ file dân cứ dot slash, file nắng. Dot. Nào cái này khơi anh viết đi cầm mình nơi bài bỏ mà chụp nốt này nhóm ai đi khách bàn. Đầu tiên nhóm đi khách bàn vô database URL. Nhóm save. Okay, invalid environment variable. Yep, so it worked. It working. Tại bây giờ click đại mỗi cư dân ai access phần tái vì error. Muốn nâng cư dân access ban tái phần tái vì error thì tránh mất empty string. Đại lượng này cư vì error. Ok, it work. So đồng bây fix mà nhà nâng cư nhóm thử pass all the env lại bỏ nâng nóng lấy cho được nóng bao nhóm. Ok, let's see. Open API key. Some key. Ok. Hi. Next publish key. Some publish key. Okay, mình đi hỏi nè. Alright, so yep. Chẳng cái nhé. Bắt đầu bây giờ phải loại bỏ dương hai ó đã ở khu vực nốt. Cứ dương ái access cho bạn đòi admin error. Okay, cool. Chẳng mới tiết bảo sân chỉ anh ấy chỉ chia server component đối nào này khứ nhóm ai giả sẽ vô client side component client side in với bản next publish key right here save yep some public key vì chỉ client đại sao mua lại đại client đại sao đây chỉ SVP per convention mới tại dương đặt next public cứ bạn này thấy dương ai giả lao ở client là sẽ vô lại bỏ lòng bạn thế bản thân chỉ nhóm đồ component này tôi chỉ client side nhóm try to access your client it's okay but bởi xin thì nhóm trang viên tư chia database URL để chia server env nhóm error attempt to access server side environment variable on client ok hay cái phép còn lại anh tí tăng error cho bác lo cool alright yep so it work bản tay nơi khăn ông doc cứ kia recommend nó dưỡng spread spread mạch cái bản này dạy tha nè yeah. But since you define both client and server schema in single file provide the best developer experience. It also means that your validation schema for the server variable will ship to the client. If you consider the names of your variable sensitive, you should split your schema into two files. So like this is recommend that you split via từ chiều pi file sang cái này đồng bay cùng ao validate schema là bỏ server này via client đó client side của client side. Vì ác sẽ secure vì cứ kê và cán máu man to be server side đồng bây giờ việc secure của vì ác export máu browser ok so dương it gonna split so the best way nhóm cái thai nhóm thử bởi cao mà folder tiết cứ đặt env slash server dot ts ok hay mối tiết cứ nhóm đặt thá client dot ts. Alright, tao nhóm copy trên vì dot env file nhóm tầng này
and then you pass right here. But then the clone is we don't have chang name to chia clan clan in V right here. And away then the clone server part is we remove for you at the car thế. Hay run time cứ nhóm tốc tà client bằng nhóm mua thì thế perfect dân đi cứ chia client tóm nó cái nông server cứ nhóm control c all được cái này nhóm phát được cái này hay nhóm thừa được mình dân cứ server env and nhóm remove all the client part mình thế perfect. So, chúng nhóm bạc cao farm mới xây tiếp đây nhóm đặt chúng ta index.ts hay nhóm thực cả export guy from dot slash client also server. Đó là bài thơ nhóm thơ được nhóm dẫn các bạn ấy và đây nhóm trong best practice cứ nhóm thuyền dần. Ok, chúng nhóm phép tham một lại đây và nhóm thuyền dẫn mà ta nhóm dạy hai phép chúng cho một khan thay bằng nhóm np đại nhóm thua bạn ấy cứ ok nhóm ai delete file này cháo lấy của dương spread với hào giấy chẳng khỏi bị delete viên ngạc rồi chẳng nè env bỏ dương lực ní cứ như thời import chân phí from dot slash slash env okay. Hai nơi không ní bỏ dương recommend control space cứ via chân máu client env and server env okay. Cứ như ai access tăng là biển năng chẳng bởi xin chỉ nhóm on và card file index ní hay nhóm on all export chế thế cứ dương thử đạo thế ra nhóm thử access client env cứ nhóm thử đạo slash env slash client chế nhé chẳng ní hay cứ chìa ở vay đánh nhóm export cho được không index file ní đồng bây cứ nhóm on bạch specific tha chân phí client rồi có phí server thế cứ nhóm chân phí env hay nhóm ai sẽ do client env or server env. Okay. That's it. That's the whole point. Alright, so bắt đầu máu cứ dương ai giả sẻ bàn đấy thì dương do client env cứ dương thấy cái việc strict error phim thá nơi không client env cứ bị ăn miên ăn bài vô ở đây anh cứ miên là bôi cốt cái này publish small key nhóm save file nắng tập lập màu em bỏ dưới ok some public key perfect. So, bất sân chìa nhóm nơi lửa client page dù client hàng lớn hay nhóm try to assess your server is a error the same thing okay, it's working. Alright, nhóm convert with your server env vinh it work. Ok mua chân khói để nhóm chọn phá hỏi cứ nhóm chọn anh đã học này khơi thá ở lại nó cứ bởi sinh nhóm click ấy mùi hào nhóm try to đeo nạc nèo khơi thá bởi mình error thì tôi nhóm click lại lúc ta là nhóm xe hiệu yên vi nắng tớ vía load error khách và này thá bởi nhóm click ấy mùi hay nhóm đeo vía biểu vía cứ bị error đi nắng chờ vậy để dân chọn bàn của việc khác cứ dân ở bàn xe thế bằng tay dân chọn ai vía error nè phải đại dưỡng start app dân vào mòn nó mới đăng ra dân click ấy thế okay. So đồng nó sai lại ní cứ nhóm thử import file lên cho được không build time được không make config dot js thế okay. Dân easy just copy line phần ní hay dân go to make config âm js hàng lớn ní cứ dân pass câu từ ngon hàng máu ok. Hai cái này đặc dụng là little boy stupid right here it recommend dot slash app bằng tay dân phở sauce dân dân thử sauce ok alright that's it. So bắt đầu máu cứ dân ai bắn run đẹp bây dân đặt bằng năng hói bây dân run cứ bây nâng phép ta bây dân error let's check invalid environment variable next publish require you can see right here right okay bất sân giờ dương bạc quýnh dương đéo it work see hai bà dương click so all side and we also dương đéo error database you are required perfect yep so bây giờ nâng cư mình là phần năng tế
cứ nhóm trong hai nhà học niệm là biết đấy nhưng phở yên vì đỡ sự chú ý hay easy to use so yeah I think this is the best way to do it we pro yung prevent all the missing in vì đại dương ai click hay dương yeah và dương click tới việc là cái dương của bạn đi bằng mình tên của dương ở đằng tha mua hai mà bị ấy tam bất click đã là bài url click yên vì click ấy rải bỏ lấy phần nhận nhóm shop chuột luôn ấy từ nhóm đăng bài hà nè ok so ở khuôn trở nên ở nít chụp nha video khỏi và xin chẳng mang nơi video này chị em thông mấy nè đăng khai khai ai subscribe thức hồi bấm chẳng mang tí còn bài subscribe thức ở khuôn trở